đằng sau chủ trương cho lãnh đạo cấp cao rút lui trong danh dự của Tổng Trọng là gì? Sau đại hội đảng lần thứ 12 vào năm 2016, Tổng Trọng đã khởi động một chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô lớn, hay còn gọi là công cuộc đốt lò. Đây là bản sao của chiến dịch đà hổ diệt ruồi mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khởi động ở Trung Quốc từ khi lên nắm quyền vào năm 2012. Trong lúc chiến dịch đà hổ diệt ruồi ở Trung Quốc đã thành công đáng kể, thì công cuộc đốt lò của Tổng Trọng vẫn chưa thành công, nếu không nói là thất bại hoàn toàn. Đài tiếng nói VOV1, Mục Thời sự từ ngày 27 tháng 6 đưa tin Trung Quốc khai trừ hai cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra khỏi đảng. Bản tin cho hay hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là Ngụy Phượng Hòa và Lý Phượng Phúc vừa bị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định khai trừ ra khỏi đảng. Quyết định được đưa ra vào hôm 27 tháng 6 năm 2024. Theo đó, cả hai vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng này đều bị kỷ luật khai trừ đảng vì vi phạm kỷ luật pháp luật nghiêm trọng. Cụ thể, hai ông đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và kỷ luật tổ chức, lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác và đưa nhận hối lộ. Trong quá trình thẩm tra, điều tra, cả hai ông còn bị phát hiện có những hành vi vi phạm kỷ luật pháp luật nghiêm trọng khác. Theo giới quan sát, khả năng cao cả hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc sẽ bị khởi tố hình sự với tội danh ở mức cao nhất, với bản án rất nghiêm khắc, kể cả án tử hình. Đây chính là lý do vì sao công cuộc đào hồi diệt ruồi ở Trung Quốc thành công và tình trạng quan tham với quy mô lớn đã giảm bớt rất nhiều. Trong khi đó, công cuộc đốt lò Việt Nam do Tổng Trọng phát động đã hơn 8 năm, nhưng tham nhũng không hề thuyên giảm, ngược lại còn lan rộng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Kể cả những lãnh đạo cấp cao nhất ở thượng tầng chính trị của Đảng cũng nhúng chàm. Một trong những nguyên nhân cơ bản nhất khiến công cuộc đốt lò thất bại là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không cương quyết và triệt để xử lý kỷ luật theo lối giơ cao đánh khẽ, thiếu tính răn đe nên các quan chức không sợ hãi. Điều này khác hẳn với công cuộc chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình ở bên Trung Quốc. Bắc Kinh sẵn sàng áp dụng các mức án cao nhất, nghiêm khắc nhất, kể cả tử hình. Theo giới quan sát, kể từ khi có quy định số 41 QĐ-TV của Bộ Chính trị ban hành vào ngày 3 tháng 11 năm 2021 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao, từ ủy viên trung ương trở lên, thì quan tham cấp cao hầu như không bị xử lý hình sự. Bằng cách chủ động xin thôi chức khi mắc sai phạm, thì mặc nhiên sẽ được phép hạ cánh an toàn, không bị xử lý hình sự mà chỉ bị xử lý hành chính hay kỷ luật đảng. Đây là lý do vì sao 7 ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật trong vòng hơn 3 năm qua, dù đều lại có những sai phạm đủ căn cứ xem xét cho miễn nhiệm, nhưng tất cả đều được hạ cánh an toàn theo cách chủ động xin thôi chức. Nhìn chung, các thông báo của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc kỷ luật đối với lãnh đạo cấp cao đã dập khuôn đến mức không sai một dấu phẩy. Đó là đồng chí A đã nhận thức trách nhiệm trước Đảng và nhân dân nên có đơn xin thôi các chức vụ được phân công, nghỉ công tác, nghỉ hưu và được lãnh đạo Đảng, Ban chấp hành Trung ương đồng ý. Điều vừa kể trên trái hoàn toàn với quy định số 41, theo đó có hình thức kỷ luật là miễn nhiệm đối với trường hợp có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức, hay là từ chức là việc cán bộ tự nguyện xin thôi giữ chức vụ và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Như vậy, rõ ràng những vi phạm của 7 ủy viên Bộ Chính trị kể trên, trừ ông Phạm Bình Minh, đều đúng với căn cứ để Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét miễn nhiệm hay buộc phải từ chức. Nhưng Tổng Trọng và lãnh đạo Đảng đã không làm như vậy, mà cho phép tự nguyện xin thôi chức và được đồng ý cho thôi chức. Theo giới phân tích, quy trình xin thôi chức để được hạ cánh an toàn là sản phẩm của ông Tổng Trọng. Ông Trọng còn cho rằng đây là một điểm mới mang tính nhân văn, nhân ái khi chủ trương khuyến khích cán bộ cấp cao xin thôi chức để tránh bị xử lý hình sự. Theo ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu đã vi phạm, thấy tay nhúng chàm rồi thì tốt nhất xin thôi, rút lui trong danh dự là tốt nhất. Mà rút lui trong danh dự có nghĩa là các quan chức này không bị xử lý hình sự, vẫn hưởng đủ các tiêu chuẩn cũ theo quy định và quan trọng là không bị tịch thu tài sản do tham nhũng mà có. Dù rằng những lãnh đạo này đã có những sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng và
khó có thể khắc phục được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin đằng sau chủ trương cho lãnh đạo cấp cao rút lui trong danh dự của Tổng Trọng là gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Tử huyệt của Tổng Trọng là gì và vì sao Tô Lâm chưa cần đụng tới? Trên mạng xã hội đồn đoán rằng Hội nghị Trung ương 10 khóa 13, Chủ tịch nước Tô Lâm đang thúc đẩy hai nhiệm vụ trọng tâm, đó là đưa tân Bộ trưởng Bộ Công an tham gia Bộ Chính trị, đồng thời thay máu toàn bộ cơ quan quyền lực bậc nhất này. Theo nguồn thạo tin của Thời báo .d khẳng định, Chủ tịch Tô Lâm đang là người làm chủ và điều hành cuộc chơi trên thượng tầng chính trị hiện nay. Tuy nhiên, theo giới quan sát cho đến nay, Thượng tướng Lương Tam Quang là Bộ trưởng Bộ Công an trên danh nghĩa, quyền lực thực sự vẫn hoàn toàn thuộc về Tô Lâm. Điều đó cho thấy khả năng ông Tô Lâm vẫn chưa tìm ra giải pháp để thuyết phục Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cả Tổng Trọng để đạt được đồng thuận đưa Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị. Mà rào cản lớn nhất đó là nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng. Theo đó, việc quyết định các nghị quyết thuộc về số đông, cho nên việc ông Tô Lâm muốn sử dụng nghị quyết từ một cuộc họp của cán bộ chủ chốt, tức là họp Bộ Chính trị thu hẹp hay tứ trụ mở rộng, theo công thức tứ trụ cộng thường trực Ban Bí thư cộng Chánh văn phòng Trung ương là bất khả kháng vì ông Nguyễn Duy Ngọc chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị. Trong khi phản ứng của phe tướng lĩnh quân đội được cho là không rõ ràng và có dấu hiệu án binh bất động, ngoại trừ Đại tướng Lương Cường vẫn tỏ ra năng nổ. Vào ngày 26 tháng 6, theo quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đã điều động chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Gấu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Gấu từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, là một đàn em thân cận của tướng Lương Cường. Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái đã bị Bộ Công an khởi tố bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan đến vụ án tập đoàn Thuận An, một sân sau của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Điều vừa kể trên cho thấy giữa lãnh đạo của phe quân đội và phe công an đang có cuộc chạy đua trong việc cài cắm các nhân sự lãnh đạo ở cấp tỉnh, thành phố theo thế cài răng lược. Đây là một kế sách tiên hạ thủ vi cường của phe quân đội, ra tay trước để giành được phần thắng, và đó sẽ là một khó khăn trong Tô Lâm kể từ đây. Mỗi khi Tô Lâm cho trả một vị trí lãnh đạo cấp cao, nếu không nhanh tay sẽ bị phe quân đội đưa người của mình chám vào ngay lập tức. Phải chăng đó là những chỉ dấu cho thấy Đại tướng Lương Cường có dấu hiệu nghiêng về ủng hộ phe Nghệ Tĩnh, giải vây cho Tổng Trọng và phe cánh? Sự lấn lướt của ông Tô Lâm và Bộ Công an trong thời gian vừa qua là nhờ vào kho tàng Big Data, tức là đó là các hồ sơ đen nhúng chàm của hầu hết các quan chức lãnh đạo, từ Trung ương cho tới địa phương. Vấn đề là hồ sơ đen đó được ông Tô Lâm lựa chọn như thế nào và quyết định trừng trị ai mà thôi. Các nhân vật như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai và nhiều quan chức khác nữa buộc phải tâm phục trước các bằng chứng của Bộ Công an. Kể cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có những dấu vết nhúng chàm tày đình. Đó là hồ sơ mật về những vi phạm của Tổng Trọng khi còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội, có liên quan đến dự án khu đô thị Shibuya Nam Thăng Long ở khu vực Hồ Tây, Hà Nội. Trong hồ sơ điều tra của Bộ Công an dưới thời cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng, do đích thân Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu Thủ trưởng trực tiếp của ông Tô Lâm, điều tra còn dở dang vì nhiều lý do khác nhau đã thể hiện rất rõ. Theo đó, cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Hoàng Văn Nghiên từng bị cáo buộc làm thất thoát của nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng thời điểm đầu những năm 2000. Đổi lại, ông Trọng và ông Nghiên mỗi ông đã nhận lại quả từ tập đoàn Shibuya của Indonesia là 2 căn biệt thự và 1 triệu đô la. Theo giới thạo tin, ông Trọng đã bán đi một căn, còn một căn hiện nay do ông Nguyễn Phú Trường, vụ trưởng vụ tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương, là con trai Tổng Trọng đang ở. Đấy là theo lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Phú Trường. Đây là một trong những lý do khiến cho Tổng Trọng buộc phải nhân nhượng và lùi bước trước ông Tô Lâm quá nhiều, và cũng là lý do vì sao ông Tô Lâm có thể đảo ngược được thế cờ một cách ngoạn mục sau hội nghị Trung ương lần thứ 9 để chuyển bại thành thắng.
Tất nhiên, việc Chủ tịch Tô Lâm nhận được sự đồng thuận từ Bắc Kinh là điều chắc chắn, không có gì qua nổi ánh mắt của dư luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Từ huyệt của ông Tổng Trọng là gì và tại sao Tô Lâm chưa đụng tới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.